Các bạn thân mến, hôm nay là mình lại dạy tiếp tục các bạn tiếng Séc. Về hôm nay là bài 24, à bài 26 chứ. Còn 26, 27, 28, 3 bài nữa. Hôm nay chúng ta học cái bài Devasata Seta Lekse. Instrumental plural tức là gì? Plural là số nhiều, instrumental là cái bảy số nhiều, tức là mà hôm chúng ta học cách số ít rồi, bây giờ người ta tổng hợp cả cái số nhiều sau cùng. Đây là instrumental singular, tức là cách bảy số ít là gì? Zelenici do autobusem nebo tramvai. Còn đây cách bảy số nhiều là gì? Zelenici do prase autobusi nebo tramvaiemi. Vtrai sem mluvina se svim psitelem. Vtrai sem mluvina se svimi psiteli. Nepis tou barepnou tuskou. Nepis chem mi barev nimi tuskami. Pset narazim obicenye stoi taksiki. Pset narazimi obicenye stoi taksiki. Za tau hale mistnosti e khodba. Za chem mi hale mistnosti mi e khodba. Pset tirnem isem bila febernye. Set biết chi tirni isme bin liv praze. Vậy thì đây là cái bảng biến đổi masculinum, tức là gì? Giống đực mà có cái solaski là các cái phụ âm cứng á, thì nó cộng thêm y vào và o nó cộng đổi thành y vào. Ví dụ như Okano thành Okani. Đấy. Thì đây ví dụ Engineer thì thành Engineeri. Knoflick thì thành Knoflicki. Cái này thì kèm, cái này thì kỳ. Rồi. Auto autem thì thành auti. Là còn cái gì masculinum mà nhắc cái lâu sau kia thì nó biến thành y, y ngắn. E e số trung thì nó cũng biến thành y. Ví dụ pole thành polem, nhưng mà cái thành poly, poly y. Đó. Còn a thì thành âu. Còn đây thì ami. Đấy, ví dụ như paka là cái kiểu cái đơn bỉ ấy. Thì nó thành pakami. Còn e thì nó biến thành semi. Tramvai thì thành tramvaiemi. Còn mistnos thành thì mistnotmi. Mistnotmi. Đấy, đây là cái bảng biến đổi của nó. Đây là cách bảy số nhiều. Và narazi thì narazim, narazimi. Đó, đây là cái bài số ít là narazim nhá. Thì này là narazimi. Y thành imi. Còn cái những cái phụ ví dụ như ten thành chemi, nasi nas thành nasimi. Provenimi, treskimi. Vasemi, vasimi, starsimi, nimi. Mim là tình mi thì nim mi ia i mim ia i mi the vim mi
Còn đây là những cái nó biến đổi nhá, ví dụ như eho nó không biến đổi đâu, nó vẫn ví dụ như y thì nó biến thành imi, còn ví dụ như x thì nó vẫn để x, cái gì nó không biến đổi thì ví dụ như của nhà ấy thì eho nó không biến đổi thì nó chúng ta cứ để thì là nó không biến đổi. Ví dụ như ở đây nó chỉ biến đổi những cái mà nó biến đổi thì nó ghi vào thôi, ví dụ như là na và vas nas thì nó biến thành, hoặc là va xe các thứ thì nó biến thành imi hết, nasimi vasimi đó, thì các bạn nhớ. Rõ tí nữa đó, thì đây là cái biến và biến đổi của nó. Rồi bây giờ chúng ta học bài Testova Česko-slovenský průmysl. Zakládám Česko-slovenského průmyslu jsou velké zásoby uhlí. Doly na černé uhlí jsou zvláště okolo Ostravy. Nejvíce hnědého uhlí je v severních Čechách. Černé uhlí je velmi důležitou surovinou při výrobě železa a oceli. Hnědé uhlí se užívá v chemickém průmyslu a v elektrárnách. Elektrárnách nhé. Cái này nó hơi tối một chút, các bạn thông cảm. Để mình chụp nào nó bị hơi tối chút, nhỏ nhỏ lại chụp rõ hơn. Rồi. Pro výrobu elektrické energie mají stále vyšší význam i vodní elektrárny. Elektrárny, này, cái này là như kiểu nhà máy điện ạ. Kromě českého průmyslu má Československo i průmysl lehký. Patří sem například textilní průmysl, který vyrábí látky, různé továrny na sklo, továrny na elektrické přístroje a podobně. Stále stoupá i výroba osobních automobilů. Mnoho suroviny, které se zpracovávají v československých továrnách, se dovází do ciziny. Za ně Československo vyváží průmyslové výrobky. Obchodní styky Československa je socialistickými i některými kapitalistickými zeměmi stále rostou. Cái này là zem nhé thì nó thành zem nhem mì. Dovoz a vývoz má na starosti ministerstvo zahraničního obchodu. Průmysl a obchod by ovšem nemohl existovat bez dopravy. Po Československu se zboží dopravuje bus, nakladními vlaky nebo po železnicích. Železnicích, cái đọc hơi khó, železnicích nebo auty po silnicích pro zahraniční obchod. Je důležitá i lodní doprava. Československo sice nemá moře, ale přesto mu patří několik velkých lodí, které spojují
Czechoslovensko, Skoro, Se, Vsemi, Trastmi, Sveta. Cái này để tí nữa mình sẽ chụp lại cho rõ hơn. Switchner viết thì bit cộng với instrumental thì bằng bit cộng với nominative, có nghĩa là cái động từ bit thì nó đi đôi khi nó đi với cách 7, đôi khi đi với cách 1, ý nghĩa nó đều như nhau. Cái này một lần nhắc rồi, ví dụ uolie dulcito surovino thì cũng bằng uolie dulcita surovina, có nghĩa hai cái giống nhau. Zakladem Czechoslovenského hospodářství je průmysl thì cũng bằng là základ Československého hospodářství je průmysl. Đây là nhiều từ rất dài nhé. Ví dụ hospodářství rồi là Soudruh Kubin Bin Vnasim Bin là Nasim Prvenim Uchitenlem Chestini. Soudruh Kubin Bin là Nas Prvenim Uchiten Chestini. Có nghĩa là nó đôi khi nó dùng cách 7, đôi khi dùng cách 1, nó đều như nhau. Seloskana cộng accusative, ví dụ Mlada Mlada v Mlada Boleslavi je Venka Tovarna na auta. Rồi Tovarna na na auta thì cũng bằng là Tovarna kateri virabi auta. Có nghĩa là ở đây nó có thể thay bằng cái na na này thì nó viết này là Tovarna kateri virabi auta thì có thể là nó viết bằng Tovarna na auta. Rồi Nashivinli sme devia Tovarni na elektriske Sistroje v Ostrave jsou doly na terné uhlí. Có nghĩa là gì? Nó nói ở cái thành phố này trong Ostrava thì có các cái mỏ. Cái mỏ này là để là gì? Như kiểu là giờ nó sản xuất ra cái than 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 đen ấy. Posebuun jinamku na dopis. Có nghĩa là bạn dùng cái từ na này này. Bạn có thể nó dùng ví dụ như cái để làm gì, ví dụ đây là cái vẽ cái Nam ca là cái tem này để dùng cho dopis là với cái thư này. Fopokoe mamesin na sati là cái tủ này dùng cho cái đựng sati này, cho quần áo này, thì nó đôi khi nó dùng na như vậy vẫn được. Cianis medos CSR set semi mnesisi. À cái ví dụ người ta nói bây giờ là Cian này thì mis me Cianli for Terveni Terven Vensi. Nasis kuzen zatan la set dep de viema hozinami. Hay thì người ta giải thích ở đây. Tôi còn tại sao set set đe, bởi vì có chữ dv này, dv nó có hai cái phụ âm nên nó dùng set đe. Cũng như ốt đe các thứ nó có ốt ốt nhưng mà ốt đôi khi nó ốt đe nó ví dụ vậy, thì tại vì vậy. Set tư semi. Deni isme binli na eskurzi. Rồi set instrumental còn ra accusative, có nghĩa là khi mà trước một cái gì đó thì bạn dùng cái cách 7, còn sau một cái gì đó thì bạn dùng cách 4, ra và cách 4. Ví dụ đây set vili, thì đây là vili, đây là trước một chốc, set hozini trước một giờ, set tidenem trước một tuần, set mnesisem set rokem trước một năm. Zakvili
Zahozinu, Zatiden, Zamnesic. Ví dụ nói, Zakvili Pshidu có nghĩa sau một chốc nữa thì tao sẽ đến. Zahozinu Pshidu sau đồng giờ đồng hồ nữa thì tao sẽ đến. À, nhưng mà người ta nói trước một giờ có nghĩa là có một cái sự việc gì đó nó đã xảy ra một giờ rồi, quá một giờ rồi. Thì người ta dùng set, set hojin đầu. Đây này, người ta nói này. Set this smi doni trước 4 ngày thì chúng ta đã ở trên một cái buổi thực tế thực tập gì đó, đi đi ra ngoài khóa gì đó. Thì ở đây là ví dụ như bây giờ là ba tạch thì Eskuraji isme binli for ponjali. Rồi ví dụ như đây bây giờ là 6 giờ. Bây giờ là 6 giờ nhá, và cái cuộc họp của chúng ta bắt đầu 4 giờ. Thì có phải là trước 2 giờ chúng ta ở trước 2 giờ thì chúng tôi có cuộc họp, có nghĩa là bây giờ là 6 giờ và cái cuộc họp nó đã bắt đầu là 4 giờ, 4 giờ. Đó. Chúng ta hiểu cái cách nói của nó như vậy. Có nghĩa là cái 4 giờ này, cái cuộc họp này đã có lúc 4 giờ. Nhưng bây giờ là 6 giờ, bây giờ tôi nói chuyện với bạn là lúc là 6 giờ. Và cái cuộc họp này đó đã có 4 giờ, là lúc thực hiện lúc 4 giờ, là có nghĩa là trước 2 giờ đồng hồ là chúng tôi đã có cuộc họp. Cũng như vậy, thì chúng ở trong, trong trước 4 ngày thì là chúng tôi đã có một cái cuộc đi ngoại khóa. Và bây giờ nói với bạn là nói lúc là hôm nay là thứ 6. Còn ra, ví dụ như ra thì là cái gì nó sẽ sắp tới rồi sẽ đến. Ví dụ như sau một chốc nữa tao sẽ đến. Sau một giờ đồng hồ nữa tao sẽ đến. Và sau một tuần nữa thì tao sẽ đến chẳng hạn. Ví dụ vậy. Đấy là cái cách nói của họ để các bạn diễn tả được cái nội dung bạn cần nói cho nó chính xác. Ví dụ mà nó hỏi bạn, thế cuộc họp mày diễn ra lúc mấy giờ? Chiều nay. Ví dụ bây giờ là 6 giờ hoặc là 7 giờ mà cuộc họp diễn ra lúc 3 giờ thì bạn phải nói là cuộc họp của tao diễn ra 3 giờ trước trước. Có nghĩa là họp lúc 4 giờ và bây giờ là 7 giờ. Cũng tương tự với set obedem isem dostan dopis, tức là trước cái bữa ăn thì tao nhận được cái thư. Siobeze isem mluvin se svimi sosedem, tức là cái này là trong bữa ăn. Và poobeze thì là puidu na prokhasku, có nghĩa là sau bữa ăn thì tôi đến đây. Người ta cộng này. Trước thì nó dùng là set thì dùng cách 7, trong thì nó dùng lokan, và po thì nó dùng cũng là lokan cái 6. Stule ye ze dseva thì cũng bằng stule ye dseven, thì có nghĩa là cái này cái bàn thì nó từ gỗ, còn có thể người ta nói là stule ye dseven là được làm bằng gỗ. Ti dvese sau ze skola ti dvese sau sklenyane, tức là sklenyane là nó là tính từ. Còn cái này thì nó dùng là cái cách hai là từ cái được làm từ cái gọi là thủy tinh. À, thì đây người ta viết cho các bạn này, Jokovu thì là bằng Kopovi. Ví dụ cái bàn này là bằng 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 sắt thì người ta có thể nói stone stone ye Kopovi. À, hoặc là stone Stunle ye ze cốp thành cốp vù. Đây giờ cốp vù.
Rồi cái gì? Cái động từ này thì là past này, nó là đằng sau nó phải là cách 4. Ta quên cách 3. Ví dụ como passé tohle pero, cái pero này thuộc về ai thì mình phải nói, thì cũng có thể bằng là cheto pero, cũng có thể nói là cái pero này của ai, thuộc về ai, thuộc về ai. Ví dụ to pero passi mình nghe là nó thuộc về tao, hoặc là to em moi pero, hai cái nói đều, nếu nói đều cách nói đều như nhau. Rồi cam passi ten slovnik có nghĩa grema ten slovnik svoje misto ten slovnik passi tamle doskinje. Cái này nó chụp hơi mờ quá, các bạn thông cảm. Mình sẽ gửi cho các bạn cái bài sang cái bài 27, mình sẽ gửi lại cái mấy cái ảnh này nó mờ quá. Đây là phần bài tập. Còn mình sẽ chụp lại cái mấy cái ảnh mờ quá, mình sẽ chụp lại và gửi vào trong cái bài sắp tới, bài 27. Mình sẽ cộng thêm cái mấy cái ảnh cho nó rõ. Các bạn, nếu bạn nào theo dõi thì các bạn cố gắng theo sang cái bài 27 nữa, và ghi chép lại cẩn thận một chút các cái từ mới của bài 26, vì từ mới của bài 26 nó hơi bị mờ. Còn đây là các bài tập thì các bạn cố gắng về làm. Bài hôm nay là nó đơn giản thôi, nói về cách bảy số nhiều và một số cách dùng na, set các thứ ra để nói cái thời điểm. Bài hôm nay xin nó có như vậy. Xin chào các bạn.